Sau khi sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất bị một trang mạng quốc tế liệt vào top 10 sân bay tệ nhất châu Á, dù nhiều ý kiến cho rằng đây là đánh giá chưa khách quan, tuy nhiên kết quả này không phải là không có cơ sở. Chính vì thế, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã vào cuộc bằng cách kiểm tra nhắc nhở, còn các sân bay như Tân Sơn Nhất cũng có dịp chấn chỉnh lại để cải thiện dịch vụ. Đến sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này đã không còn cảnh chèo kéo khách lên taxi. Cũng hiếm thấy cảnh hành khách nằm la liệt vì bị hoãn chuyến bay. Và cũng khó nhìn thấy những hình ảnh nhếch nhác ở phòng vệ sinh. Tất cả đã được thay bằng những hình ảnh văn minh hơn, vệ sinh hơn, bằng sự hài lòng của các hành khách. Những điều này cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc cải thiện dịch vụ của sân bay Tân Sơn Nhất sau khi bị liệt vào danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á. Trước đây thì sân bay nó cũng nói cho đúng là nó cũng hơi nhếch nhác chút, nhất là phương tiện vệ sinh. Nhưng mà bây giờ thì cũng thấy thoáng dữ lắm, phải nói là tốt, nhất là trên chỗ quốc tế còn tốt hơn nữa. Có thể là so sánh với cả một những cái nước nó quá phát triển thì tất nhiên là nó sẽ không thể bằng được. Nhưng mà mình cứ so với cả cái nền tảng của chính nó thì mình cũng thấy là ok hơn. Mình cảm thấy cũng thoải mái thôi, thấy được. Trong quá trình cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không, các chuyên gia và các nhà quản lý hàng không đều cho rằng hai yếu tố cốt lõi nhất chính là công nghệ và con người. Cái yếu tố rất quan trọng đó là gì? Là vấn đề cái công nghệ. Đấy là ứng dụng một số những cái công nghệ để làm sao là giảm cái áp lực cho cái cơ sở hạ tầng thì chúng tôi cũng đang tính toán. Đấy là cũng xem xét. Đấy ví dụ như là vấn đề công nghệ về vấn đề là làm thủ tục hàng không, một cái yếu tố cũng rất quan trọng. Đó là vấn đề là nâng cao cái khả năng chuyên môn, cái tính chuyên nghiệp của nhân viên để hàng không của cảng. Đấy, để làm sao là phục vụ chuyên nghiệp hơn, nhanh nhẹn đấy, và cũng như là cái thái độ phục vụ hành khách được tốt nhất. Hiện tại, để cải thiện chất lượng, sân bay Tân Sơn Nhất đang thực hiện mở rộng, cải tạo nhà ga trong nước. Dự kiến đến giữa tháng 12 sẽ hoàn thành và cơ sở hạ tầng của sân bay sẽ khang trang, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, sân bay cũng nâng cao chất lượng khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán tại nhà ga, buộc phải niêm yết công khai giá bán nhằm tránh tình trạng chặt chém khách tại sân bay.